Chị hả? Chị mới điện á. Nó con may mắn quá rồi, nay có người đẹp quá rồi, gì nữa. Rồi, bắt ba mà không có người đúc nè con. Ăn đi, nuốt đi. Rồi, bác nè. Lên bác. Chết. Mày á. Chào hả? Dạ. Chúc chú may mắn. Cậu Năm tát nước ghê chị cậu Năm. Chưa tát hả? Đi ra ngoài coi thử cậu Năm. Đi ra ngoài coi rồi anh tát nước kia luôn. Đây là mình chuẩn bị tước. Để mấy anh mấy chị ngồi nghỉ mệt chút xíu đi. Rồi. Đi ra ngoài coi thử tiền. Đi cậu Năm. Đi ra coi tát nước kia luôn. Có cái mờ chưa cậu Năm? Cậu Năm chưa hết chứ mờ. Cái mò ở đâu? Dạ, cậu Năm chạy về lấy cái mò rồi. Cái mò mình mới tát nước được. Ủa, nước lớn giờ vô rồi. Nước lớn chưa vô nữa cậu Năm ơi. Chưa hả? Dạ. À. Dạ Út dạ cũng về nãy phải không? Cũng chơi vẻ rượu đại ha. Dạ. Từ nào không biết chả không? Dạ không. Dạ. Kìa chị tin. Nước nhiều chứ phải nãy lấy cái thau ra ơi. Nước vô tới hôm nay chắc khoảng nửa tiếng nữa mới đi được cậu Năm ơi. Giờ hả đi với cậu bãi con đi bộ đi. Không có gấp. Không có gấp cậu Năm. Thấy không? Dạ. Cậu Năm giờ, cậu Năm được không? Được không? Cẩn thận nghe, từ từ nghe. Ủa Dũng chè ơi, Dũng có ăn chè ăn sao con? Dạ. Dũng chè hả? Chè thì chút nữa ăn, từ từ ăn cậu Năm ơi. Dạ. Cho cái nón tiền ơi. Con giờ con vô thổng rồi cậu Năm bán rồi cạn thôi. Dạ. Chứ để vô mấy người lên thổng vô mấy tiền rồi. Dạ. Còn này không biết sao thấy cái gì lớn nha. Mà nó hơi dính chứ. Hơi dính hả cậu Năm? Được không tiền? Coi chừng á nha tiền. Chừng té à, ụp mặt à. Ụp mặt. Chừng dính 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 á. Ờ dính á cậu á. Dính vào chai coi chừng á. Rồi cậu Năm lên được không? Cậu Năm vô tiếp khách đi. Khách với tiền ở đây tắt được rồi. Được không? Lên rồi, vô cái thằng trả. Tiền nó lắc á. Theo nước này nó vô đây lông lắc theo con xuống cầu bãi coi mọi người trở lại đi thường được không? Nước nó ấy rồi. Được không? Cậu Năm khánh khánh lời cậu Năm lên. Rồi rồi. Cậu Năm lên hay dữ hả? À, cậu Năm lên. Dạ. Cậu Năm uống ít ít thôi nha. Ăn lát còn bơi nữa nha. Rồi, chứ không hơi hồi nữa hơn. Xỉnh là công an bắt á. Xỉnh. Công an giam xuồng à. Hồi nãy mới đẩy xuống á tiền. Ồ quên tiền thấy mà. Cái con thấy mà lưu liêu. Thấy. Thì cậu Năm có tấm cây nào hả? Ờ, giờ cậu không có rồi chứ. Cái xuồng nhỏ thì có. Dạ hả? Ừ. Xuồng nhỏ thì chút mình phải đi xuồng nhỏ nữa. Đi hai xuồng mới đủ á. Dạ. Hai nắng quá hai vô để con ngồi đây con tát con chút xíu xong vô không kêu. Được không? Được. Còn nhiêu đó cả lưu nước á. Nhé gì? Ăn nhầm gì? Hồi chu mở sớm nha. Chút hai vô là chu mở hút hết ra. Cái xuồng này hồi nước lớn là được rồi. Khoảng nửa tiếng nữa là nước lớn lên. Mình khoảng nửa tiếng có thể là khoảng 45 phút nữa mình mới đi được. Được không? Đừng hồi làm hồi ra thấy cái xuồng mất tiêu nha. Ngồi đang tắm luôn. Hồi chìm xuồng. Tắm mình con.
rồi, cho em bé này ở nhà bú ngủ. Rồi giờ mình đi. Giờ mình đi xuống mà bãi. Ơi. Mà chữ rồi hả? Còn những mệt chút xíu xuống nha bạn. Con tự leo lên luôn, tự bò lên luôn. Đây. Ngã này, ngã này. Ngã này, ngã này anh ơi. Mình đi ngã này. Dạ không, cũng trùm mà chưa có trùm kịp á. Dạ. Giá là 30 ngàn nè đó. 30 ngàn, bớt ra 30 ngàn kiếm. Làm như sầu riêng vậy, giống sầu riêng quá. Trái nhỏ nhỏ như là 20 ngàn một trái. Trời ơi. Giá tài có bánh à. Ơi mợ bảy mình hồi nãy giờ ở sau với mợ bảy làm việc, hai mợ bảy đang làm việc với nhau. Trời ơi, cá nè. Em đang tưới cho dầu luôn cá làm gì đó không ạ? Cá nó bự quá. Thầy mợ bảy chiên ở đây mình làm. Dạ, con sao bự hơn đó mợ bảy. Con hai coi là hai. Nằm bít cái chảo luôn nè thế này. Dạ. Nằm bít cái chảo mà thấy cái sạn này là thấy chảo nổi chứ cái này vậy đó. À, cái làm bàn tay của mình là từ từ. Bàn tay của mình. Đó, cá quá bự. Này mình phải chụm lửa lớn rồi bảy ơi. Mình chụm thêm. Dạ, mình phải chụm lửa y. Chụm lửa càng lớn thì con cá nó mới mau xù. Mau vàng mà nó ngon thì rồi, tại cá chiên xù mình phải lựa chấm lớn lớn dạ. Máy ẩm đi ngang nãy mình chế gì là nó xù quá mà nó xù nè hồi nãy nó xù quá tại đó, đó. Nó từ xù nó xù quá mình tẩu rồi nó tắt dạ. Hồi nãy cái ảo à ấy cái đuôi nãy đuôi nó chim chim nó đuôi chứ đâu mập đâu vậy hả nó đuôi đâu mập được hả. Mình làm vậy cái hồi mình tở á mà lại bữa hổm Khánh có chiên rồi một lần. Hổm chiên cá con nhỏ con bé không có con đều quá đâu. Con nãy chiên chảo nấu đường. Chảo nấu đường. Chảo nấu đường. Cá quá. Ở nó từ từ xù lên đẹp ghê Khánh. Hả? Một hồi mình tở qua cái nó tóc ra. Tóc ra. À. Hồi mình tở lên nó tóc.
cây này mình dắt nó mình bầu chiếc ra đó nó thấp mà nó chạy cái này là đang chiếc nè cái này đang chiếc ra đó vậy cái này đang chiếc luôn như ờ chiếc nhánh cái vậy là cái này chính chưa em cái mấy cái kia mấy cái đột rồi chính đó đó lột ra cái bọc ra à mấy trái đó lột ra là chính mấy trái này chính chín rồi và lại nãy khách nó giật mấy cái đó còn cái mũi này thấy không nó té nó nằm mà bông thấy ghê không cái dầu cốc vàng cái cốc cái dầu cái cốc cái cốc cái chụp chụp nằm nó cái nước ngập cái nó đắp gốc nó nằm xuống nó để cho nó cái cốc đâu đó cái cốc cái trái mới chạy ra thì không có dựng lên được anh dựng được mà thôi cái cốc tới nằm nó tại vậy hái thôi mất công treo cái là muốn hái cái này là chỉ đi vậy là hái gì thôi ô có cây cốc dạ anh có ăn nhanh vô hái lại đi anh ăn nè bước vô ăn được không dạ thử đi đó. Anh vô hái ăn lại đi bước vô đây rồi đó cốc nhà làm không sao chùi cái phấn mà mình ăn trái nào cũng được dạ tới nào cũng được nguyên nhánh đi được anh hái lại đi được được không bé được không bé sát cái uống ở trên không chịu con này hả ừ tét cái cuốn ở trên đó tét lên đó ờ xong cốc nhà 10.000 trái 10.000 trái vậy là có đây ăn được hả được cốc này cốc của cái là cốc cái này cốc này nè không ngồi đi chùi chùi phấn mình ha chùi đi chùi cái tay nó cũng như nó cũng cái da nó có đất phấn này kia hả ở đây có cây ổi nữa nè cây ổi này ổi kia ổi gì cậu bãi ổi tí teo là sao ổi ổi kiển ôi chua quá tới cốc ấy còn chua mà nó chua vậy đây có cả đây là vô hai trái chín này vô đây có hai trái chín nè đây nè nào đây nè chơi ăn được không được này hả dạ sao nhỏ vậy vậy là chín rồi đó vậy thiệt luôn á hả nó sợ anh á thử đi chín rồi đó có kệ nghe lời ăn thơm lắm anh ăn thử đi ờ ngon hơn cốc á cốc chua chát đấy mẹ mà bãi còn mắm mắm ruốc gì không cốc phải chấm mắm ruốc ở trong nhà mình còn mắm ruốc không cốc chấm mắm ruốc rồi đấy để mà bãi em lấy mắm ruốc lên ăn cốc lần đầu tiên thấy cái cốc mà nhỏ vậy mà ăn được ê trời vô quỳnh chát ngầm mà trời ngon chứ đậu sáu mà nó ngon mình ra chắc ngầm ngon khoái nhất rồi vừa hái vừa ăn nãy biết đừng cho mày ăn cho mày cái này chưa tới đợt ấy này gặp mà tới đợt nó chín cái dữ lắm á để nhỏ nhỏ quá gần luôn hả chín không chưa tới đợt nè dạ anh gờ thử đi gờ cho biết chín anh gờ rồi anh bóp không được thì anh bấm thôi tay ăn đại ha không chết chắc gì sợ những cái này cái tay này có người bấm rồi nè hàng chi có dấu nè rồi mày có ăn không mà bãi tới nào tới bưởi nào giờ mình chín chưa mà bãi chưa hái rồi này chín rồi ổi biết ổi không anh này là anh Dư dạ này chín phải không đó qua không biết luôn hả? Trời ơi, cây ổi này 50 năm trước. Xíu là ba đã lên me cái ổi này rồi. Ổi. Ngon lắm. Nó lại chín dữ lắm, chặn gộ lên cái dữ lắm. Cốc kìa. Thì cốc này đang ăn nè. Giờ hai cháu muốn ăn cái nào? Không. Nó ăn thôi. Cái này giòn mà. Hai cái này chắc cố chín nè. Đó. Hai tay đó chín ngon á nè hai anh phải bảo vệ mấy trái còn lại hồi này chín rồi như vậy là chín rồi đó hả dạ tưởng đâu nó bự gì chứ dạ không không cho mày ăn trái đâu không ăn trái nè còn còn cái như vậy là ổi xẻ hả dạ rồi mình rồi, mình đi hái bưởi anh Dư ơi ơi giờ đi hái bưởi ăn nha trời hái bưởi đi em ăn bưởi không bưởi này già nè. Ở đâu? Ở đâu mà ốp? M7. Nhìn cái đít nó mới được hả? Ăn được cái kia chín thun. Cái này, cắt cái này nha. Hả? Cái mùa này nó chín nhiều. Cái nữa hả? Trẻ tới này tước đi.
này bưởi hả cô? Bưởi da xanh, da xanh ruột hầm. Có bưởi năm rồi không cô? Vậy bữa năm rồi á. Bữa năm rồi á, bữa năm rồi. Vậy nó có hư không mà chín luôn. Dạ, này mở ra ruột hồng ăn đã lắm á. Cái ruột nó màu hồng á. Năm rồi, năm rồi, bác còn năm năm. Mở ra mới biết được hồng hay chưa. Cái mở ra nó màu hồng. Cái mỏ trong cái đông lạnh á. Bữa dai xanh ruột hồng. Bữa này ngon. Dung coi xuống dưới lấy chén ngâm nước á. Cái bữa đẹp ghê. Thôi dai vậy mình trả ra đẹp ghê. Cái này không có thuốc men gì hết á. Cái bưởi này về nhà vườn sạch. Bưởi sạch. Bưởi sạch xanh xanh. Cam á, cam vậy chứ tao xịt thuốc dữ lắm nha. Còn bưởi không có xịt thuốc không có gì hết. Cái bưởi này bây giờ bác giá nó sao cô? Giá 50 ngàn ký. 50 ngàn ký hả? Bán rẻ ở ngoài, bê công nó bán 80 rồi, bán 80 đi. Vô, trời ơi, ăn ở chợ rồi, ở chợ nói nó đúng rồi, ở vườn đi các, ở chợ bán. Bây giờ đi bỏ cho cái dựa nó, người dựa nó mới bán ra. Cái gì? Vậy mấy dựa sướng quá. Cái này như một cái thơm Tết là 100 tâm mấy ký á. Hồi Tết của em mua cái trái vậy đó là 192.000 một trái á. Tết bữa mắc hết. Tính ký rồi. Đúng rồi, nó tính ký mà nó bán qua trung gian nhiều gần như trung gian. Tết là 100. Ở hôm đó mấy kia gì nó là bán ngang nửa mà 75. Nhưng mà cái mùa Tết nó lại có cái cơ hội cái mùa Tết. Nho xanh nè, vô được. Đây nè, muối ớt lên kìa. Dạ chị bác. Ờ, tới nó cái lít nó nở rồi kìa mà bà. Lít nó nở ra nè. Tét ra nè. Bị tét đít rồi, vô ngoài bị tét đít. Ờ, ruột cái ruột thầm quá mà bà. Đây nè, anh này nè. Bây giờ cậu Bảy mình sẽ leo dừa để hái tái dừa chùm này xuống cho mấy anh mấy chị uống. Cậu Bảy được không cậu Bảy? Đừng nói. Đó, cậu Bảy mình cũng dữ dội chứ đâu có hiền. Đâu có thua ai. Đó, cậu ấy leo mới đây mà leo mút lên cây rồi. Ủa nó nào không cậu ấy? Cậu Bảy lấy tay dặn từng cái dặn cho nó rớt xuống đất. Ơi! Cây ra đây! Dạ! Dung ơi! Cái lụm dừa vô rửa nè Dung ơi! Đứng đây nha! Không có lại đó vậy! Đứng lại nha con! Đứng đây nha! Đứng lại à! Cây đó ngọt hồi dữ không cậu Bảy? Hả? Cây đó ngọt dữ không? Này hả? Dạ. Hả? No. Hả? Ở trong đi. Hả? No. Hả? No. Hả? No. Hả? No. Hả? Ok. Hả? Ở trong đó không có ra nha. Bởi rồi. Chắc đủ rồi cậu Bảy ơi. Dạ. Giờ cậu Bảy xuống. Phải giao xuống tước. Dung ơi. Dung ơi. Tiền ơi. Rồi hai đứa nó hơn tôi. Cái tàu bị dừa đó cứ khô nha cậu Bảy.
Đó, cậu bãi hành leo dừa hay hơn khỉ luôn. Khánh leo không được, cậu bãi leo dừa hồi năm như tuổi hả? Cậu còn nhỏ mà. Hả? Ủa, con dừa này dừa gì? Dừa ta. Dừa ta là sao? Trái bự. Trái bự mà nó còn giống gì luôn hay là nó chua hơn? Chua hả? Ừ. Để nó lấy đồ đi vô nó rửa. Nè, con cầm thử không? Hai tay. Nặng không? Nè, còn đây nữa nè. Rửa mới được, vô lấy rửa. Cầm thử đi rửa. Nó không có gì đâu, cầm đi nè. Nè, nè. Đây, đây. Ngủ không? Uống dừa không? Đi. Ở bự thôi, ở đây là không có này đúng đó nè. Hỏi. Hỏi ở bên Mỹ là không có ở này đâu. Con dao này ở đây là chỉ có xe có thôi. Đừng xe, đừng xe. Ở này bên Mỹ làm gì có, bên Mỹ trái bự thôi, trái nhỏ gì làm gì có. Không có luôn, không có trái bự. Không có trái bự luôn. Nhỏ còn có đây đâu có trái bự. Mấy anh chị đang ngồi ăn cốc nè. Cốc chấm mắm guốc. Chấm mắm guốc à, coi miệng đang ngon không. Không có bự. Lỗi bển tới cây gì vậy? Ngon lắm. Thì thường là ví dụ như cái cherry hay là táo hay là lê. Còn cốc hỏi là gì có. Ngọt không ạ? Nói chung là nó toàn đồ ngọt không phải không ạ? Tán cây ngọt không? Cái cây ngọt không? Ngọt không? Có xuất khẩu từ Việt Nam qua bển không? À, từ Thái Lan có. Thái Lan xuất khẩu qua nhưng mà nó không có ngon. Tại vì khi nó qua là nó đi cào, nó đi một lần mấy chục tấn. Nhưng mà kiếm cái có cái ghế nhỏ nào không, lấy cho em cái dùm. Em bé nè. Có tiếng mà bên này hả? Nè, ốc nè. Nhưng mà như cái tiền muốn không có, không có đây nè. Tại nè, cái bị gì chứ không có ăn ngoài nè. Không, ăn ngoài. Rồi, còn đây là Mỹ, hội chống thế giới Việt Nam mình nghe đại nói là Việt Nam mình cho hàng vào đặc biệt đầu tiên chấm muối, chấm muối rồi nha giờ. Chứ rồi kèm. Có đâu, không chấm gì đâu. Chấm gì đâu. Với bữa dưa xanh này nè. Chấm muối rồi nha giờ. Chứ rồi kèm. Có đâu, không chấm gì đâu. Với bữa dưa xanh này nè. Ngon lắm thiệt, cậu ăn thử em. Uống đồ làm gì? Cốc rồi phải ăn. Anh ăn thử cái mắm ruốc ngon mà. Biệt luôn á. Mẹ mắm ruốc tự chỉ đem ra chứ đầu thú tành gì. Ăn đi, ăn ghiền. Ăn ghiền nhớ đây thôi chứ có đâu. Ở ngoài xe tôi có đem thuốc theo mà. Có đồ ngon lắm, ngon lắm. Anh ăn thử ngon lắm. Là đúng bài. Không phải ăn hay không nhưng mà cái bụng cái sợ bụng à. Đó. Ở ngoài xe có đem thuốc theo. Thôi không ăn đâu. Thử vô bụng chịu không được. Mấy cái này ăn cái lạ lạ ăn rồi lại chạy chết luôn. Cái lạ lạ mà có gì con với cậu chạy chung cậu lo quá. Nãy con quất rồi. Có gì hai con cháu chạy chung. Cái gì quá cháu quất thôi. Nãy nãy với quán ông đã cảnh báo trước rồi, đây là cầu cá không nha. Bữa ăn cái gì đó rồi chạy bữa rồi, giờ không dám ăn cái này nữa. À, biết ăn ngon nhưng mà không dám ăn. Chạy chết luôn. Bị ăn. Đó là chị bây giờ mình dỡ con cá lên. Thêm khoan cái nữa, cái nữa. Anh đỡ cái đầu nè. Nè qua cầm cái gì sững đi qua. Cái mâm hả? Ừ, cầm cái mâm. Cái xác tay qua cái nha. Này giống như riêng con heo vậy. Được không qua? Nói không? Để rồi xong cái này à. Đây con cá này vàng rồi. Đây xong rồi, cá hai con nãy giờ chiên xong rồi. Đây. Gì cậu bảy? Không có lũ đẩy cá. Hai gì tư gì ba. Nãy nó có con cá nữa mà. Rồi đám hỏi của ai đây? Đấy, ăn cái nào có trời ăn bò ta. Rồi không ăn cháo mà có hai đồ ăn cháo thôi mà no tràn sát uống vừa. Đây cá thể tượng chiên sâu. Đây 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 quay mới đã. Cứ quay thôi. Cá nào mới chiên, cá nhỏ hả? Dạ. Con này mới chiên. Con nào cũng mới chiên đó. Không, mà con nào chiên sao?
Còn đừng đừng có để cái tay mày thẳng lên đó. Tay xấu á, tay xấu. Hai găng tay là bốn tấc cho tao. Hai găng tay nha không? Mua cái đá cho bốn đại nha. Cái nó rụ. Cắt kìa, cắt kìa. À. Đủ vậy đó. Rồi làm sao vậy anh muốn chán phải không? Nếu mình mua cái này được á. Rồi. Rồi sao? Đó, để nước luôn. 5.000 cái nha. Rất rượu và cậu 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 ẩy mà tốt. Ngồi đây luôn cậu ẩy, ngồi đây cậu ẩy mà tốt. Ngồi đây mấy đứa đúng rồi. Ngồi đây luôn đi, đi luôn. Đi mất cái chai phải không? 5.000 cái nha. Ai nữa? Cái gì đó? Nãy mà chi xăm rồi đó. Này nó nãy xăm rồi. Nó nhai vô cái gì? Rắn đi, xăm với rắn đụng nhau rồi vừa. Nè, cái đó nè. Ăn ráo đi. Đủ chưa học ta đủ thứ hết rồi, có ủ mít đó. Con quýt con chưa học chẳng luôn không? Đinh lăng mít chưa học à, gửi gì nữa cậu bảy mà bảy nhào hào đó hả? Nho nhào cây nhào đang cây không bỏ hào nhào tới nhào cái thằng này à. Mày á. Tôi lấy cái gì? Cô Hoàng mà làm cái gì vậy? Trời ơi, cái dễ mà nó giòn luôn cái gì? Đó, cái tiên đó. Cầm cái dễ cá mà nó giòn luôn á sao? Quạng dính ăn mình nhai nuốt. Cái này là cá tai tượng chiên xù chấm mắm me. Ngọt ghê luôn á. Chấm mắm ngọt me. Ngọt dai ghê luôn. Nha. Nước mắm thì ngon à. Cái người chiên không ngon mà cái người làm nước mắm ngon. Mờ bảy em làm nước mắm. Hàng chiên ngon vậy sợ. Ủa chén con. Thôi để đây. Ok. Dạ con cho cậu miếng. Cho miếng cho cậu miếng. Con không biết không? Dạ không biết. Khỏi gót. Mấy cái này đó cũng lên cũng không biết đâu. Uống cái thẻ quà như vậy. Đó. Một người 2 ly này đó. Nè, đâu có? Nè. Bỏ mặn không ạ? Không. Cậu bảy ơi. Đây. Người 2 ly đó, con cũng muốn không? Để nó giữ hả? Uống gì đói hả? Nấu vậy chết mình ngon hả? Chết mình hả? Chùi chìm tại bến rồi nó sao không? Sao biết đâu Cúc? Ủa đi hồi à, đủ tôi đi về à. Giúp cá. Giúp cá. Giờ đi ơi. Đọc qua các bạn. Dạ, ngoài. Hả? Rắn thì ra uống hè dữ rồi. Cái này nó ngon nè. Nó ngầm lộ hơn. Ngon đi vô. Dạ không vô luôn. Dạ thôi được rồi gì vậy? Ừ ráng chưa. Dạ thôi con không có đói bụng. Chữ heo dữ luôn á. Cái này mày xích ra mày. Dạ đã ăn ngon ha. Dạ ha. Ăn gì? Không biết hả? Chụp bó lên cậu ba nó chọn cá này còn khủng hoảng nữa. Nó đi. Người cậu ba ăn cá này mà 10 người ăn là vừa. Ở bên kia có karaoke bên kia. Ở đây có nhạc sống. Cái đó là nhạc sống đúng không mà bảy? Bên đó là nhạc sống không bảy? Cả dài hả? Ủa sao cậu bán ăn chuối? Ăn chuối muốn ngủ mới ghê á. Đập cô gò bại luôn á. Vậy là nó vô bụng thành gụ chuối. Alo.
Nhập tao đủ rồi. Chỉ có hai ông rồi, vậy mình đủ có hai. Lấy cân 100 cái cải làm lá, rồi cắt y như vậy làm còn nhiêu còn. Đúng rồi. Cắt hết luôn. Chờ mấy cái lá non luôn được, rồi phải làm sao? Ăn được mà bái. Nãy giờ em chưa ăn cuốn thôi, nãy giờ nghe một bảy cuốn. Cá cũng ngon nè, nước chấm cũng ngon luôn. Còn nhiêu còn phải không? Bé nãy không chụp hình không? Bây giờ mình cân bán 100 đó. Chụp hình khác. Chụp rồi. Ngoài bằng cái một ngon quá à. Cải anh chị ở tỉnh buôn bán rồi cái hộp đó. Ví dụ như cải tỉnh vậy là cải đó là người mình bán. Cải dưa, cải muối dưa. Cải muối dưa. Đó, đi ăn chợ, buổi chợ cải ngon cải dở nó khác nữa. Đừng có ăn dưa đâu. Báo vàng. Anh Dư ơi, mình chơi ở đây xong rồi mình có muốn đi ghe không? Không về. Không về em kể. Dạ. Ăn xong rồi rửa sạch về. Dạ. Thôi rồi nên nghỉ rồi nãy no. Dạ. À. Tính đi mấy người này đi cũng nổi. Dạ. Con cháu đầy nhà hết rồi đi cũng nổi. Alo, gặp cao thủ. Đi về. Rồi, đang ăn ấy lẹ. Đang ăn nè. Rồi, đang ăn rồi, rồi sắp sửa về rồi. Ngon rồi nói nặng. Ngá. Cá lên chưa? Cá lên rồi. Cá lên dĩa rồi, giờ thì qua đây chỉ còn xương với da thôi. Thì không ăn. Nóng chạy thế. Vụ này. Thì không ăn, nó nói ăn đi về. Cấm ăn cá không nha, ăn là phải ăn rau nha. Mình đâu ăn cá không mà. Tưởng chế để mình lên tưởng anh lên mới ăn. Không ăn, không không ăn. Tôi ăn cá không. Lực của mình là cuốn là không dặn bánh chán. Ờ, anh cuốn rau với cá hả? Tại vì ăn bánh chán nó màu no. Đúng không? Ăn bánh chán đúng nó rồi. Màu no. Dạ. Ông đâu? Đây là cháu ngoại của Mà Bảy. Mà Bảy Dũng. Ấm hai lai hơi tiền. Tiền mũi đang trắng ngoại quá. Ủa cái người kia đâu vậy? Cái người nào? Giữ cha giữ thịnh cho bà ngoại ăn. Cái thịnh hả? Đây là gì tôi cái gì qua này? Cái gì mà bữa hổm đi làm khác cái gì qua này? Cana là thằng này Cana. Có người ảnh diễn ra trang đẹp đẹp luôn. Cana. Ủa ai cái đây? Cana. Cana chưa hú. Cá ghê luôn hả? Trang đẹp cái có người ảnh diễn này á, cháu thấy không? Anh cũng đẹp đó, mà đẹp nên ghê nét khác nhau. Đẹp kiểu sồn sồn. Đẹp kiểu sồn sồn cái khác. Vô đi. Cố đi, cố lại. Đẹp im lặng mà chỉ đĩa chỉ hoài là biết rồi đó. Cái rượu hồi nãy là cái dễ nhào nhiều quá án mất cái mùi nhưng mà nghe nhào nhiều hơn dứt mỏi này kia đúng không rồi nó ấy mình đúng lên dứt mỏi rồi. Ê sao học rồi hả? Uống này là ok điều chịu không chịu tôi bóp cái này ra thử cái này coi. Nghe mùi mít đàng hoàng, mít là mít thái đàng hoàng chứ không phải đậu còn biết mít thái. Đúng không? Đúng không? Phải mít thái không? Nghe không? Thái đàng hoàng. Ông này cũng hay quá hay. Ai? Một bậc thầy. Thái anh về. Cái bà chú nè. Nhắm thử. Nhắm thử cái chú nghe cái mùi coi. Được thử rồi. Nó ngọt lắm. Không biết uống rượu. Để tôi có cái này nha. Không biết uống nha, không biết uống rượu. Không biết thái nó thơm hơn người mít giường mình chẳng bằng không như vậy cho biết uống cho biết cái uống hoài bụng giờ anh Dư với mấy chị chuẩn bị đi về thì bây giờ cô xin vài lá tinh nữ hoàng cung về để làm thuốc. Cái lá này là để mình làm thuốc nè. Cái này chị nhưng mà lá non làm hay là lá già? Lá già hay hơn. Cái này nó về nó ngâm rượu nó uống nước gì đó. Vậy mình tát lá già. Già non gì cũng được. Nó đặt ta mua chưa có. Dạ.
Cái này tại vì nó có búa á. Cái này cái này trị bệnh phụ. Cái lá tinh nữ hoàng cung này trị bệnh phụ nữ hay lắm. Mình nghe mẹ mình nói vậy. Không chị đủ đủ bệnh hết luôn. Vậy hả? Đủ bệnh. Luôn. Dạ. Nhất là bị bú á, bú cổ này. À dạ. Bú nè, cái này chị vậy cũng không. À. Đủ không đây nhiều mà. Đó trình nữ hoàng cung. Không phải mình. Bên đây còn á. Dạ cầm xe bỏ xe luôn. À. Cô giáo, đó trình nữ hoàng cung. Đúng rồi. Còn cô nào không? Dạ. Còn cô nào? Còn nào nguyên một cô luôn. Nhưng mà cơm. Nữa không? Thôi. Đứa mày chờ cái này quá không quá. Rồi đi ra. Bên kia nó vô kìa tội tủ. Lại nó cho nó lại luôn. Đi qua bên đây luôn. Hiền nó hối con nó la khắp nhà. Ngõ này phải không? Ờ đi. Dạ. Hiền nó hối. Cảm chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà nha. Dạ. Chị về mẹ nha. Đi gặp lại nha. Anh có về nước về đây chơi nữa nha. Đó, đi lại tránh luôn. Thì sao là kéo nguyên một đại đội. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.